Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi đến chợ Thị Nghè, cầu Thị Nghè, Sở Thú, quận Nhất, đi về quận Nhất luôn ha. Và theo hướng ngược lại, chúng ta sẽ đi về nhà thờ Fatima và cầu Bình Triệu. Và trước mặt chúng ta đó là ngã tư Hàng Xanh. Ngày xưa thì ngay ngã tư này có một cái cục binh nhỏ nhỏ và cái đồng hồ. Nhưng mà sau này thì cái cục binh đó đã thay đổi rồi ha, là một cây cầu vượt. Cái cầu vượt bắc qua cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh trên trục đường Điện Biên Phủ, hướng từ cầu Sài Gòn đi về Thủ Đức. Và hôm nay sẵn tiện chở này đi công việc thì ở khu nhà thờ Fatima, thì em cũng chia sẻ với anh chị và bạn những hình ảnh ở con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi đến nhà thờ Fatima, để khi mà cô chú anh chị ở các tỉnh khác chúng ta có dịp đi đến nhà thờ Fatima thì mình cũng biết cái con đường ở đây như thế nào ha. Để đi đến ngã tư Hàng Xanh này thì các anh chị và các bạn, chúng ta xuất phát từ quận Nhất, trung tâm chợ Bến Thành. Mình sẽ đi theo trục đường Bách Tôn, rồi qua Lê Duẩn, rồi qua Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi đến Điện Biên Phủ. Và chúng ta sẽ đến Hàng Xanh này, rồi chúng ta sẽ rẽ trái, hoặc là mình sẽ đi đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay vòng xoay Cộng Hòa, ngã sáu Cộng Hòa đó. Ở đây thẳng một trục đường Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai là sẽ đến cái đường này, sẽ đến cây cầu vượt này. Chúng ta sẽ chạy thẳng cây cầu vượt này, sẽ đến nhà thờ Fatima. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến cầu Sài Gòn nè, đi qua quận 2, đi về Thủ Đức. Xe cộ quá trời luôn, tấp nập xe cộ. Thẳng hướng này là đi về quận Nhất nè, quận 3 nè. Rồi ta sẽ xuất phát từ đây. Thì ngày nay thì cái con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh này cũng rất là thay đổi nè. Vài bữa nữa thôi sẽ thay đổi nhiều hơn nữa, khi mà cái bến xe miền Đông sẽ di dời, không còn ở đây nữa. Thẳng hướng này là mình có một nhánh ra Thanh Đa, Bình Quế luôn đó. Nếu quẹo trái đường Bạch Đằng ở ngay vị trí này thì chúng ta sẽ đi về chợ Bà Chiểu, quận Phú Nhuận. Còn chúng ta sẽ đi thẳng ha. Những hình ảnh này sẽ gợi nhớ cho các chị ngày xưa, nếu mà chúng ta ở Sài Gòn thì cũng đo ba lần đi nhà thờ Fatima, thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ở cái con đường này. Đáng lý mình không quay đường này, nhưng mà sợ các anh chị và các bạn ở các tỉnh khác chúng ta có dịp đi đến nhà thờ Fatima đó, thì nếu mà mình có xem video này thì mình cũng biết được cái đường đi đến nhà thờ như thế nào. Không biết cái năm mới này, Noel này thì nhà thờ trang trí như thế nào ha. Hôm bữa Noel thì em không có dịp ra đây, và hôm nay qua ngày Noel thì chúng ta có dịp quay ra đây để mình cập nhật cái hình ảnh để bà con xem chơi cho vui. Và con đường này là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Con đường này thì không có gì nổi trội, chỉ có những shop quần áo, shop cà phê, rồi những cửa hàng sửa chữa máy lạnh, rồi sửa xe máy. Chung buổi trưa ở đây rất là nắng, con đường này không có nhiều cây cối. Chúng ta đi qua cầu này là cầu Sơn nè, bắc qua một cái con rạch nhỏ nhỏ. Nơi đây là thuộc quận Bình Thạnh rồi.
Con đường này buổi chiều xe rất là đông, lúc giờ cao điểm kẹt xe hay kẹt xe lắm, và buổi sáng thấy cũng xe cũng đông, nhưng mà buổi chiều xe đông hơn nữa. Đường này bán rất là nhiều ba lô, cặp đi học, nói chung là những cái đồ bình dân thôi. Áo thun 100 ngàn, túi sách, ba lô, vali, quần mấy chục ngàn thôi. Nút giao này chúng ta sẽ, nếu mà quẹo phải thì mình sẽ đi ra Thanh Đa, quẹo phải Thanh Đa nè, đi câu cá rồi đó. Hướng này là hướng đi Thanh Đa, qua cầu Thanh Đa đến chung cư Thanh Đa. Ngày nay thì con đường này làm lại rất là đẹp, cây cầu cũng làm mới à. Còn thẳng hướng này chúng ta tiếp tục đi đi qua cầu Bình Triệu. Đại bản vali túi sách quá trời luôn. Ở đây gần bến xe miền Đông nè. Thì bến xe miền Đông nó nằm ở hai mặt đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và bên kia là Đinh Bộ Lĩnh. Thì đường một chiều thôi, một hướng đi lên cầu Bình Triệu và một hướng cầu Bình Triệu đổ xuống. Thì bên cánh trái chúng ta là khu vực của bến xe miền Đông. Bến xe miền Đông là đi về các tỉnh Bình Dương rồi Đồng Nai rồi đi Quảng Ngãi rồi miền Trung nữa, về Bắc đó, miền Đông của Sài Gòn đó. Còn xa cảng miền Tây thì đi về các tỉnh miền Tây, nằm ở phía miền Tây của Sài Gòn, phía Tây của Sài Gòn. Thì sau này cái bến xe này chắc sẽ không còn ở đây nữa. Những hình ảnh này sẽ rất là khác so với những hình ảnh sau này nè. Không biết có còn đông xe cộ vậy không. Ở đây là đường một chiều. Khu vực bến xe miền Đông nè. Bến xe miền Đông mới ở ngoài quận 9. Rồi chúng ta tiếp tục đi lên cầu ha. Ở đoạn này thì có rất nhiều chành xe, rất nhiều chỗ để gửi hàng, chúng ta gửi hàng đi các tỉnh miền Đông. Ở đây xe cộ rất là đông đúc tấp nập. Nhà ở đây rất là bụi, tại vì xe chạy thường xuyên. Ta thấy ở đây rất là nắng nè, cây cối không có nhiều, xe thì lại nhiều. Đây đa phần ở đây đường này xe tải xe lớn không. Ngày xưa thì không có cây cầu Bình Triệu bên kia, sau này thì mới có cầu Bình Triệu, bên kia là cầu Bình Triệu 2 đó. Đó là hướng từ Thủ Đức đi vô Sài Gòn. Còn cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu ngày xưa thì bây giờ có một hướng thôi, một hướng đi thẳng về Thủ Đức, Lái Thiêu, Bình Dương rồi luôn. Làng bên trong là cho xe máy, làng bên ngoài là xe hơi, xe tải. Sông Sài Gòn nè.
phía bên đây là cây cầu Bình Triệu mới nè. Cầu Bình Lợi nằm ngay đường rầy xe lửa bên kia. Không. Ngày nay cầu Bình Lợi cũng xây mới rồi, có cầu Bình Lợi đó nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng. Nếu anh chị ở tầng gần sân bay thì chúng ta đi Phạm Văn Đồng sẽ đến cầu Bình Lợi. Qua cầu Bình Lợi chúng ta sẽ quẹo trái xuống xuống nhà thờ Fatima này. Chúng ta nếu mà mình quẹo trái lên cầu là sẽ đi đến sân bay Tân Sơn Nhất nè, quẹo phải đi về Thủ Đức, chợ Thủ Đức nè, đi thẳng một km nữa sẽ đi về quốc lộ. Và đây là cây cầu vượt. Ngày nay thì có rất nhiều cầu vượt để giải tỏa cái ách tắc giao thông. Cầu vượt lên cầu Bình Lợi đó. À, cầu Bình Lợi đây. Cầu Bình Lợi cũ thì nằm ở đây. Nằm ở phía hướng bên này nè. Đó, cầu Bình Lợi cũ. À, hướng này là cầu Bình Lợi cũ nè. Ngày nay đang làm cái đường rầy xe lửa nữa. Cầu đó bây giờ chứ xe lửa thôi, chứ đâu có xe máy lưu thông nữa. Nó tàu hỏa đi thôi. Giờ đi bộ. Và chúng ta có mặt đây là quốc lộ 13 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Và mình đi tới một tí nữa là có cái chợ Thủ Đức. Và mình nhìn bên cánh trái đó là nhà thờ Fatima nè, với hình cây thánh giá ở đầu đường. Cái thẳng hướng đó là vô nhà thờ Fatima đó. Và chúng ta sẽ tạm dừng video clip đi đến nhà thờ Fatima. Và nơi đây là chợ Bình Triệu nè. Chúng ta sẽ kiếm chỗ gửi xe rồi mình sẽ đi bộ vào nhà thờ ha. Khi mà tới chợ Bình Triệu này rồi là đến nhà thờ rồi đó. Nếu chúng ta quẹo trái mình sẽ đi vô nhà thờ, chạy xe vô luôn cũng được. Nhưng mà em có công việc thì gửi xe đi rồi mình sẽ tiếp tục gặp nhau ở nhà thờ Fatima nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn có một ngày mới an lành và hạnh phúc. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Và theo cái đường số 5 này đó chính là nhà thờ Fatima. Và nếu chúng ta đi nhà thờ xong, đến thăm Đức Mẹ xong thì trên đường về thì chúng ta sẽ về theo trục đường quốc lộ 13 và đi qua cây cầu Bình Triệu 2. Thì sẵn trên đường về thì em cũng chia sẻ với anh chị một số hình ảnh ở con đường về này để các anh chị có dịp hình dung lại, và cũng gửi các anh chị và các bạn tham khảo khi mà chúng ta có dịp đi đến nhà thờ Fatima này. Và ngày hôm nay em cũng đi vô rồi viếng Đức Mẹ, rồi thăm những cái khuôn viên của nhà thờ, những cái tòa nhà mới mọc lên, những công trình phụ trợ kèm theo nhà thờ, cũng thấy rất là ấm cúng và những hình ảnh nó rất là đẹp. Và trên đường về này thì chúng ta vẫn đi về theo trục đường quốc lộ 13.
và đi qua cây cầu vượt, cầu vượt trên con đường Phạm Văn Đồng. Chúng ta không có quẹo đâu cả, chỉ đi thẳng thôi ha, đi thẳng qua lên cầu Bình Triệu, đi ngang qua bến xe miền Đông theo trục đường Đinh Bộ Lĩnh. Ta sẽ đi thẳng nè, tại vì có đi thì phải có về. Em cũng thực hiện cái video clip này cho nó trọn vẹn. Lúc nãy chúng ta đi bên kia đường đó, và bây giờ mình đi bên đây đường nè, để các anh chị tiện hình dung ra cái con đường ở nhà thờ Fatima này như thế nào. Và cầu Bình Triệu 2 của chúng ta ngày hôm nay đây. Hướng này là cái hướng mà từ Bình Dương lái thiêu, chúng ta đi vào Sài Gòn cũng sẽ qua cái cầu này. Và dòng sông Sài Gòn với cái cầu đỏ đỏ đó là cầu Bình Lợi mới đó. Xuống dốc cầu chúng ta có cái công viên nhỏ nhỏ này, nằm ở dưới dốc cầu này. Buổi chiều bà con ra đây tập thể dục rồi hóng mát. Sài Gòn hôm nay rất là nắng. Nếu mình quẹo phải là đi ra Tầm Du Thanh Đa đó ha. Đó, ngay dốc cầu có cái đường quẹo phải nè. Ngày xưa thì con đường này rất là chật chội, chật hẹp, sau này thì nhà nước mở rộng ra thêm rồi nè. Nhưng mà ở đây thì cũng rất là nhiều xe, do ở đây là bến xe đó. Khu vực bên đây là bến xe miền Đông nè, đây là cổng chính nè, cổng sau là chỗ lúc nãy mình đi phía bên kia đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đó. Một hình ảnh của bến xe sẽ không còn sau này, khi mà bến xe miền Đông mới được xây dựng thì chúng ta sẽ nói lời chia tay bến xe miền Đông cũ này. Bến xe này có rất nhiều cổng, mỗi cổng thì tương ứng với vài tỉnh. Những cái xe của thuộc vài tỉnh thì đậu ở cổng, mỗi cổng đó. Nói chung chúng ta đi vô cổng nào cũng được. Mặt phía bên đây thì kẹt xe rất là nhiều nè, xe cộ đông đúc tấp nập. Và cái video này là nói về đường đi và đường về, còn cái video về nhà thờ Fatima sẽ em sẽ gửi các anh chị bạn sau nha, bởi vì thời gian nó cũng dài, để lên các anh chị xem cũng chán ngán mất thời gian. Video này chỉ cập nhật đường phố thôi.
Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi ra Điện Biên Phủ. Rồi một số hình ảnh ở đường đi và về ở nhà thờ Fatima gửi các anh chị và các bạn. Đâu đó hy vọng các anh chị cũng hình dung được cái con đường đi, và hy vọng qua đây cũng gợi nhớ cho các anh chị nhiều điều, nhiều cái kỷ niệm, nhiều ký ức về Sài Gòn ngày xưa thông qua một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn.